Chào thầy. Chào. Chào em. Ủa thầy bị gì vậy thầy? Thầy viết bản bụi phấn cho ho. Ho đau. Ho đau rồi em ơi. Ủa còn tay em bị gì vậy? Em viết bài nhiều quá, giờ gãy tay luôn á thầy. Con đẹp em quá. Em cũng thấy tội nghiệp ai thầy trò mình nữa. Mà sao trường mình không mua iPad cho dài chứ rồi. Em thấy trường người ta dài iPad quá trời luôn. Mấy cái mẫu iPad đó nó mắc tiền lắm, mười mấy triệu lận. Làm sao trường mình nghèo cũng mua được. Không thầy ơi, em biết là bây giờ Apple nó mới ra mắt một cái iPad nó rẻ lắm mà chất lượng tốt lắm thầy, có 6 triệu mấy à. iPad 6 triệu mấy? Dạ, thiệt á, mới ra luôn. iPad 6 triệu mấy? Thầy đề xuất cho nhà trường lúc này. Rồi đi đề xuất. Xin chào các bạn khán giả của TechMag. Như vậy là sự kiện lớn đầu tiên của Apple trong năm 2018 vừa qua đã diễn ra tại trường dự bị Đại học Kỹ thuật Lantech ở thành phố Chicago với cái chủ đề trọng tâm là xoay quanh giáo dục. Và nhân vật chính của sự kiện này chính là mẫu máy tính bảng mới nhất iPad 9,7 inch, sản phẩm mới được ra mắt với định hướng là phục vụ cho công việc giảng dạy cũng như là công việc học tập, mà thực tế là nó phù hợp với người dùng là học sinh và sinh viên. Tuy là mọi kỳ vọng đã bị dập tắt ngay sau sự kiện khi mà Apple chẳng có bất kỳ một sản phẩm đình đám nào mà chỉ có một phiên bản không khác máy iPad năm 2017. Nhưng mà bù lại thì giá bán của nó thực sự rất là đáng quan tâm, chỉ là 299 USD, tức là khoảng 6,8 triệu đồng mà thôi. Và đây cũng chính là mẫu iPad rẻ nhất từ trước đến nay của Apple, cho nên nếu như mà gọi vui một tí thì có thể gọi nó chính là mẫu iPad sinh viên, bởi vì mức giá của nó rất sinh viên. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi vào video để nói về sản phẩm này nhé. Theo những hình ảnh ban đầu thì mẫu máy tính bảng mới có logo táo khuyết không khác gì so với thiết kế với phiên bản tiền nhiệm, với kiểu dáng và thiết kế rất là quen thuộc của mẫu iPad trong những năm gần đây, bao gồm phần vỏ nhôm nguyên khối được bo cong các cạnh các góc. Máy được bán ra với 3 màu sắc Silver, Gold và Space Gray. Trái với những tin đồn gần đây thì mẫu iPad sinh viên vẫn chưa có một tai thỏ như là iPhone 10. Và ngược lại thì viền màn hình trên mẫu iPad này rất là dày. Có thể lý giải cho việc vẫn giữ lại kiểu thiết kế này vì đây là một mẫu máy tính bảng có kích thước lớn, cho nên nếu như mà phần viền quá mỏng thì sẽ không có điểm tựa và rất là dễ chạm nhầm vào phần màn hình. Nhờ phần viền màn hình có phần xôi thịt cho nên nút home tích hợp cảm biến vân tay Touch ID vẫn xuất hiện trên sản phẩm này. Còn xét về cạnh dưới của máy thì nó có bao gồm cổng kết nối Lightning nè và bộ đôi loa stereo. Về cấu hình thì máy sở hữu vì xử lý A10 Fusion và chip này cũng là chip 2017 chứ không phải là con chip A11 thần thánh hiện nay. Dù đây không phải là vi xử lý mạnh nhất của nhà táo nhưng mà nó vẫn được đánh giá rất là cao. Theo Apple thì hiệu năng trên mẫu iPad 9,7 inch sẽ vượt trội hơn rất là nhiều mẫu laptop trên thị trường hiện nay, đặc biệt là khả năng xử lý đồ họa của nó hơn hẳn hầu hết các mẫu Chromebook đang có mặt trên thị trường. Sẵn đây thì mình cũng nói luôn là tại sao hãng lại đi so sánh trực tiếp với Chromebook, bởi vì vào năm 2013 các thống kê tại thị trường Mỹ cho thấy là gần 50% số lượng máy tính xách tay và máy tính bảng sử dụng tại các trường học đều là của Apple. Nhưng mà sau đó sự lên ngôi của Google Chromebook trong những năm qua đã đánh chiếm thị trường này. Giờ đây thì con số mà Apple đã chiếm được trước đó đã tụt giảm thê thảm ít nhất là 60% trong tổng số đã kể trên. Do đó cái việc so sánh này cũng cho thấy là việc ra mắt sản phẩm mới này thực sự là một cái hướng đi quan trọng của hãng hòng giành lại thị phần mà hãng này từng nắm giữ. Tấn công vào thị trường giáo dục cũng là một hướng đi rất là khôn ngoan trong giai đoạn sức tiêu thụ các mặt hàng máy tính bảng đang sụt giảm đáng kể như hiện nay. Và chiếc iPad mới này của Apple là một cái đối trọng thực sự của Chromebook trong thời gian tới. Quay trở lại với sản phẩm, giống như truyền thống của Apple thì mẫu iPad sinh viên này khi được giới thiệu đã không đề cập tới dung lượng RAM. Màn hình được trang bị có kích thước là 9,7 inch Retina Display với độ phân giải là 2048x1536 pixel. Các thông số phần cứng khác bao gồm là camera sâu có độ phân giải là 8 megapixel nè, kết nối 4G LTE tốc độ cao gồm cảm biến gia tốc, cảm biến chuyển động, thời lượng sử dụng pin lên đến 10 giờ. Và đặc biệt nó còn được tương thích với Apple Pencil, một cái mẫu iPad phục vụ cho việc giáo dục, thì việc trang bị bút cảm ứng là một điểm cộng rất là lớn. Và Apple cũng cho biết thêm là hiện tại đã có rất là nhiều ứng dụng được hỗ trợ bút cảm ứng của Apple, và trong tương lai thì số lượng ứng dụng này càng nhiều hơn để mà có thể khai thác được hết tiềm năng của Apple Pencil. Ngoài ra thì Logitech còn giới thiệu một mẫu bút cảm ứng Brian có giá rẻ hơn chỉ là 49 USD và một mẫu bàn phím có giá là 99 USD dành cho các bạn sinh viên nước người ta. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả đối với iPad này. Nhờ việc được trang bị vi xử lý A10 Fusion cho nên mẫu máy tính bảng Apple đã được hỗ trợ các công nghệ thực tế ảo cũng như là thực tế tăng cường nữa.
Với công nghệ này thì người học có thể trải nghiệm được nhiều sự vật và hiện tượng hơn mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với sự vật hiện tượng đó. Tại sự kiện ra mắt thì Apple đã trình diễn tính năng AR trên sản phẩm bằng một thí nghiệm mổ ếch. Với tính năng này thì học sinh vẫn có thể nghiên cứu được một cái cấu tạo, các bộ phận nội tạng của một con ếch như thế nào mà không cần phải giết chết con ếch ấy. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều tính năng và ứng dụng khác giúp nâng cao chất lượng việc dạy và học nữa. Giá khởi điểm cho mẫu máy tính bảng mới nhất đến từ nhà táo cho người dùng bình thường từ 329 USD và giá cho học sinh sinh viên chỉ là từ 299 USD, bao gồm hai phiên bản chỉ hỗ trợ Wi-Fi và phiên bản hỗ trợ LTE. Mỗi phiên bản có hai tùy chọn bộ nhớ trong, đó là 32GB hoặc là 128GB. Rồi, nhìn chung thì mọi thứ được trang bị trên mẫu iPad sinh viên này không hề sinh viên một chút nào luôn. Cấu hình cao nè, tôi thích Apple Pencil nè, có khả năng thực thi các ứng dụng AR hay là VR nè, cùng với những cái tính năng hỗ trợ rất là tốt cho môi trường học tập, nhưng mà mức giá lại phải chăng nữa. Các bạn cảm thấy mẫu iPad mới này của Apple như thế nào thì hãy để lại comment của mình ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Không biết là sản phẩm này có đến thị trường nước ta hay không ha. Thật sự thì hơi đáng tiếc khi mà tại sự kiện này Apple đã không giới thiệu mẫu iPhone SE tiếp theo. Nhưng mà nhìn chung thì mọi thứ được trang bị trên mẫu iPad sinh viên này cũng rất là tốt. Nó không hề sinh viên một chút nào luôn. Cấu hình thì cao nè, tôi thích Apple Pencil nè, có khả năng thực thi các ứng dụng AR hay là VR, cùng với những cái tính năng hỗ trợ rất là tốt cho môi trường học tập, nhưng mà mức giá lại rất phải chăng nữa. Các bạn cảm thấy mẫu iPad mới này của Apple như thế nào thì hãy để lại comment ở phía phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tai Mắt. Bye bye.